Mọi người trở lại với channel của mình. Woo! Và hôm nay mình sẽ chơi một tựa game cũng giống tập trước thôi, là Stickman Fire Battle các bạn. Đó, cũng giống lần trước thì mình cũng làm một cái rồi, nhưng mà cái này là phiên bản khác bạn. Có vẻ nó thú vị hơn. Mình cũng chưa biết mà, tại mình cũng chưa chơi. Đấu bạn. Single. Ok, mình sẽ đấu với máy, mình sẽ chọn vũ khí. Đây, nó cũng khá là nhiều vũ khí. Đây, cũng có cái bàn phím nữa. Bàn phím là gì mình cũng chả biết. Game thủ nữa, mình chặt quốc bàn phím á. Cứ hai trận là mình sẽ thay đổi gì nha bạn. Skill nè. ABC, ABC nữa vãi. Skill nè. Ồ, ồ, cái này là nó nâng mình lên mà. Nâng lên, nâng lên, nâng lên. Đấy, đấy nó bay, bay. Skill vãi thật sự. Ê, 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 xem chết, xem chết, xem chết. Đâu thế nha. Ui. À, à. Skin này phế quá bạn. Bay lên đi con. Ui, ui, ui. Bay lên, bay lên, bay lên. Ê, ê. Ok, mình sẽ đổi cái gì cho nó ngầu. Ui, thôi mình sẽ chơi vũ khí chấm hỏi đi. Nó ra nào mình chế đó. Cho nó. Đủ, dấu tay, dấu tay. Mình không biết chơi này sao. Yeah, 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 yeah. Vãi cái quạt ba tiêu. Cái gì đây? Ê, boomerang, boomerang, boomerang. Ui, anh ơi, ừ. Chơi easy man. Dễ bạn, game này dễ. Búa thò, búa thò. Tủi, tủi, tủi. Đập vô cái đầu đó. Đập, đập vô, đập, đập vô, đập vô cái đầu đó. Đập vô, ui, đầu thế, ui. No, 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 sao? Ao lấy kỳ vậy? Lưỡi hái tư thần. Minion, minion. Mày chơi minion mày sai lầm rồi con ạ. À. Quật nó. Quật nó, ừ. Ok bạn, vũ khí mới, bơm hạt nhân. Ấy, ấy. Vừa vô. Này là Stormbreaker của Thor nè bạn. Đấy. Đúng luôn. Chết cho em. Đúng. Ôi, ôi, ôi. Ừ, hên, 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 hên. Ok, trở lại thôi. Ý, đâu đấy, đâu không, đâu không, đâu không. Chết luôn. Vừa vô cho cái bàn chích ngắt luôn. Ôi, bàn chân. Chơi này khó này, bên kia nó không có bạn. Khó vậy. Tuổi. 40 tuổi, tuổi liền sánh vai với bàn chân siêu tốc. Hanzo trong Overwatch nè. Oh. Đâm vô cái mặt nó, đúng rồi. Ui. Đầu, đầu. Đầu. Ui, chết luôn. Thôi, níu kéo gì nữa, chết đi. Níu kéo, níu. Níu kéo không? Ui, nó chết bạn. Còn dưới à? Ấy. Trời. Đau không? Đau không? Đau không? Đau không? Hên nó còn dưới không là mình ăn rồi. Nhưng mà vẫn ăn nè các bạn. Tho nè. Ui, 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 ui. Rồi xong. Trời ơi, tính hết, tính hết. Đau óc. Quạt ba tiêu, quạt ba tiêu bạn. Và rồi nè. Ủa, sao quạt ba tiêu nhìn kỳ vậy? Bà Tiêu ơi, cứu. Ừ, thổi nó, ừ. Hay. Hút, đúng là hút mà. Đập, ui, má kem gì ghê à. Ui, 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 ui. Con. Cứu vạn được, từ từ. Rồi xong, outlay luôn. Easy, outlay bạn. Trong não mình hết, trong não mình hết. Spider-Man nè. Ui, đau. Ui, bạn đau. Ui bạn nó gọi là đau vãi luôn á. Ui nó gọi là đau vãi luôn á. Trời ơi. Nhất chân bạn cái là bạn mất tiêu luôn. Không thể tưởng tượng. Thò nè. Ui Spider-Man nữa hả. Tóc biến, tóc biến. Ui. Thôi bạn chết. Trời níu kéo chi nữa em. Ui 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 ui. Ây da, tính hết rồi bạn. Mình giỡn chơi nó rồi thôi á. Lưỡi hai từ thần. Này thì người sói nè, Iron Man nè.
Mày nên nhớ tao là Iron Man nha, ok. Thấy thôi. Chỉ tay, cứu chỉ tay của phép thuật à. Cứu chỉ tay, cứu chỉ tay. Ê, 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 ê. Chọt, chọt. TNT, ơi nó có TNT các bạn. Ui, ba cái này là bắn. Ui, nó đỡ luôn rồi. Hút vô, hút nó vô, hút nó vô, hút nó vô. À, nốt như, như cất vậy. Ui, nó gọi là đau vãi ra luôn các bạn. Ê, cái cục gì đây? Đấu với Spider-Man mà cầm thấy cái cây phép ho thật là quế rồi. À bớm bớm bớm. Trời ơi, ok mình sẽ chọn cái trái bơm đó bạn. Mình trái bơm nó chắc mạnh nhất rồi bạn. Nó đây nè, tại mình muốn nhìn hạt này. Chơi. Vô. Úi. Mới vừa sủa luôn, mới vừa gãy luôn chứ quên. Nó sai, mình là bơm mà. Mình là bơm mà. Nó no, 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 no. Còn à. Ui. 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 Nó gọi là chuẩn. Nó gọi là chuẩn. Nó gọi là chuẩn. Nó gọi là chuẩn. Thôi rồi, đưa. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi. Trời ơi, game nó dễ. Game này rồi, thằng này ao luôn nè. Phiu. Mất tiêu luôn. Xuống. Ui giời. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Cho dù bạn vũ khí dài cái nào bạn cũng sẽ chết. Ui. Trời tạ ơi. Nằm luôn rồi. Mình nói vũ khí này giờ mình mới tìm được vũ khí này bá đạo nữa vậy bạn. Trời. Hai cái bom mơ. Ôi. 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 Cứ quăng xuống. Ui, mất tiêu luôn. Mình sẽ đòi một cái gọi là vũ khí nào đó. Vũ khí nào, mình sẽ chọn vũ khí nào đây. Chưa từng gặp vũ khí. Đây đây. Mình sẽ chọn vũ khí này, chưa từng gặp bạn. Vô khí kia hoài cũng ngát chứ. Rồi vũ khí này. À, 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 rồi rồi rồi. Ui. Ui. Ui do. Vũ khí này bắn nhiều lỗ hổng nha bạn. Ôi, nó no, 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 no. Con ừ. Ok, mình sẽ chọn vũ khí khác nữa bạn. Vũ khí vui á, nhưng mà mình chọn vũ khí. Mình sẽ chọn vũ khí này bạn. Đúng, súng, súng pháo, súng pháo. Súng pháo. Bắn vô cái mặt nó. À, súng chuối bạn, súng chuối. Ê. Bắn coi. Ui, đau thế. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Bắn vô cái mặt nó coi. Trời ơi. Ok. Biết vậy được rồi. Chỉ giờ từ đầu đến giờ mình chỉ thấy vũ khí bom là ngon nhất. Mình sẽ chọn này bạn. Star Wars. Thanh kiếm của Star Wars. Vô mẹ. Đỡ. Đỡ ý. Đừng 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 cho em. Mày. Bố láo. Bố láo. Bố láo. Để cho bố mày nha. Spider-Man là con. Hui 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 hui. Hai cây lần á. Hua à. À đồ chơi tới cùng luôn. Chết luôn. Ok, vũ khí mới bạn. Ok, game khá là hay bạn. Bạn có thể đào trên Google Play và App Store nha. Và vũ khí cuối cùng mình sẽ chơi là vũ khí này bạn. Trời. Trời trời. Trời trời. That's bạn nó xuống rồi mà còn không biết ngổn với mình nữa. Hi, trời ơi. Chết chưa? Hi, trời tự đa luôn. Ok luôn. Vũ khí tiếp theo. Hình như nó cũng hết rồi bạn. Ok mình sẽ chọn này cuối cùng. Transformer, Transformer. À này chơi rồi rồi chết luôn.
À, rồi mình hiểu cái này rồi, mình chơi cái này rồi. Ôi rồi. Ôi mẹ nó. Ôi rồi rồi. Ơi ơi ơi. Outline nó, outline nó, outline. Ừ ừ ừ. Đúng rồi, cảm ơn. Ok, tập này mình chơi đây thôi. Nếu bạn thích video này để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và ngoài ra chia sẻ cho mình video này để tạo động lực mình làm tiếp rất là sâu. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.